Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 15 tây tháng 4, ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Thì trước hết liên quan tới Ethereum thì hôm nay các bạn có thể thấy là thông tin lớn Đó chính là thông tin liên quan đến cái cập nhật Harford của Ethereum Đó chính là Berlin Harford thì tôi biết là ngày hôm nay khi mà các bạn lên trên những trang web như là Cointelegraph Hay là các bạn thấy được là những thông tin à, được đăng ở trên Etherscan Hay là các bạn thấy thông tin liên quan tới Coinbase Là hiện bây giờ là đang nhưng không có cho gửi Ethereum và những cái token liên quan tới ERC20 Thì như bạn có thể cảm thấy là có gì trục trặc Nhưng mà thật ra trên căn bản đối với Thuận thì cái cập nhật này cũng là khá ok Không có vấn đề gì lớn ngoại trừ Chúng ta có một cái client hiểu đơn giản đây là một cái phần mềm trong nhiều phần mềm của Ethereum trên mạng lưới của Ethereum đó chính là phần mềm Open Ethereum. Tuy đây là một cái phần mềm lớn nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều phần mềm khác chạy trên mạng lưới của Ethereum. Thì cái vấn đề là cái phần mềm này gặp trục trặc thì nhiều người nói là bây giờ có thể dẫn đến là hiện bây giờ chúng ta thấy là một số những cái trang web mà nhiều bạn hay sử dụng như là Etherscan à, thì những trang web này đã đang gặp một chút những cái sự chi hoãn tại vì liên quan đến phần mềm này không có cập nhật được vì lý do là có thể khi mà họ tích hợp những cái mã nguồn để mà cập nhật thì đã có lỗi cho nên chúng ta được là hiện bây giờ thì có một số nơi không có cho gửi Ethereum cho đến khi nào mà cái client open Ethereum này giải quyết xong thì bây giờ đó lúc mà thường chia sẻ thông tin thì Ethereum dựa theo bài viết này là bị ngưng lại ở cái lốc là một 2244294 có nghĩa là 294 lóc sau khi mà có cái Berlin Half thì đối với thường đây là một cái vấn đề sẽ giải quyết trong thời gian nhanh chóng mà thôi thì bây giờ rất nhiều những cái ứng dụng Ethereum thì vẫn tiếp tục chạy bình thường cho nên những bài nào mà đang lưu trữ Ethereum thì cũng không vấn đề gì hết hồi sáng thì thường có gửi một số Ethereum từ cái ví trong Ledger vào trong sàn Binance thì cũng không vấn đề gì cho nên tùy theo là các bạn sử dụng ứng dụng nào đây là cái thông tin liên quan tới cập nhật của Ethereum nhưng mà ngày hôm nay cũng là một cái sự kiện rất là lớn. Bạn được đây chính là cái cập nhật mà nhiều người mong đợi trong tháng tư này cập nhật kế tiếp của Temium mới là cập nhật lớn cập nhật này đó là điều chỉnh một số những cái quy định liên quan tới các phí gas nhiều người cho là cập nhật này sẽ dẫn đến là cái phí gas sẽ giảm thì cũng có thể trong một số trường hợp nhưng mà cũng có thể tăng trên một số trường hợp chủ yếu là chúng ta muốn chờ đợi tới cập nhật kế tiếp đó chính là cập nhật London Harford vào tháng 7 của năm nay đó chính là cập nhật mà sẽ có cái EIP 1559 được kích hoạt nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và các bạn sẽ được là cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta thấy được là kênh của Thuận Capital đã được rất nhiều bạn ủng hộ. Trước hết là các ơn những bạn đã ủng hộ Thuận Capital bằng cách là để lại comment, những cái nút like và đăng ký vào kênh. Thì bây giờ kênh đã có là 69,9 ngàn subscriber rồi. Có nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng chừng là 1-2 ngày để thôi là chúng ta sẽ qua với mức là 70 ngàn. Thì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ là mức là khoảng 63-64 ngàn. Thì Bitcoin vẫn còn cơ hội nếu như mà từ ngày hôm nay cho đến ngày mai mà có sự tăng trưởng mạnh, chỉ cần Bitcoin tăng 10% thôi thì sẽ đến được 70.000 trước khi mà kênh đến 70.000 trong vòng 24 tới 48 tiếng đồng hồ tới đây. Cho nên cơ hội vẫn có. Nếu không chúng ta sẽ tiếp tục cái game này ở mức 80.000. Coi coi là kênh thuận Capital sẽ tới 80.000 trước hay là chúng ta sẽ thấy Bitcoin sẽ đến mức 80.000 trước. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận Capital trên những mạng rồi thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter các bạn theo dõi những kênh này để nhận được thông tin mới nhất và nhanh nhất nhất là theo dõi Telegram channel và những bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà thông qua Link của Thuận Capital cho sàn Binance hay là các bạn có thể tìm thấy những bonus nổi tiếng của sàn Bybit như là các bạn có thể là nhận được lên tới 100 đô la coupon khi mà các bạn nạp 2.000 đồng USDT hay là 0.06 BTC và ví dụ như tháng đầu sẽ được giảm 10% khi mà đăng ký thông linh thuận capital sang Bybit một sàn margin rất nổi tiếng hay là mua bán crypto trực tiếp bằng đồng Việt Nam tham gia thông qua sàn Alinex và Sàn AMT một sàn margin nhiều bạn có đã biết hỗ trợ copy trade và đương nhiên hiện bây giờ cũng có bonus sang FTX một bạn có biết, sàn Binance US một cái sự lựa chọn cho người Hoa Kỳ Khi mà muốn giao dịch nhiều altcoin, sàn Coinbase chúng ta cũng đã biết nhiều rồi Hay là BlockFi ứng dụng lending có lại, các bạn tham gia thì có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Và crypto ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain chúng ta thường hay xem Thì EIP 1559 đó chính là cái đề xuất mà thay đổi cái kết cấu của cái phí khi bạn lựa của Ethereum thay đổi một bên sẽ là cái phí căn bản một bên sẽ là phụ phí khi mà các bạn muốn giải quyết nhanh hơn thì cái phí căn bản sẽ bị đốt mỗi lần mà giao dịch thì đương nhiên đây là một điều chúng ta nói tới rất là nhiều rồi nhưng mà nào mà không rành về EIP 1559 các bạn có thể lên trên cái channel của Thuần Capital các bạn đánh vào EIP 1559 thì bạn sẽ thấy được chúng ta có rất nhiều những cái video thằng giải thích rõ hơn về cái EIP 1559 này là như thế nào và đương nhiên đây là một trong những cái cơ cấu mà nhiều người tin là sẽ dẫn đến là Ethereum sẽ bị đốt đi càng ngày càng ít Ethereum hơn hay là sẽ làm giảm đi cái phần trăm lạm phát nếu như mà không làm mất đi Ethereum trên mạng lưới thì sẽ dẫn đến là giá cả sẽ có sự tăng trưởng mạnh đây là điều mà nhiều người tin tưởng cho nên tháng 7 này là một tháng mà nhiều người quan tâm đến và Tuy là trong cái thời gian qua các bạn thấy được là chúng ta có một số những cái nền tảng phát triển rất là mạnh và một số nền tảng bây giờ đang cạnh tranh với Ethereum. Có thể nói là từ khi mà chúng ta có mạng lưới Ethereum cho đến ngày hôm nay thì đã có nhiều những cái nền tảng khác hô hào là sẽ cạnh tranh với Ethereum như là chúng ta thấy được nền tảng liên quan tới EOS hay là đồng Tron hay là Neo nhưng mà những nền tảng đó đều không có thành công để mà chiếm được cái phần trăm vốn hóa hay là các phần trăm thị trường của Temium trong vòng mấy năm qua cái đồng mà thằng cảm thấy là tới gần nhất bây giờ đó chính là mạng lưới của Binance, Binance Smart Chain thì chúng ta thấy được Binance Smart Chain bây giờ là có mức là 85 tỷ thì chúng ta thấy được là mạng lưới của Temium bây giờ đáng giá là 284 tỷ thì cũng còn cách rất là xa chưa bằng phân nửa cái vốn hóa của Temium nữa và Binance Smart Chain đó, thì đương nhiên chúng ta có đồng Binance, có đồng BNB Một đồng mà nhiều bạn cũng rất là yêu thích Cái bạn thì được trong vòng 30 ngày qua đã tăng 117% rồi Trong khi chúng ta nhìn vào tình hình của Ethereum Thì trong vòng 30 ngày qua chỉ tăng có 39,3% mà thôi Cho nên về cái phương diện mà giá cả có thể tiếp tục tăng mạnh đó Thì đương nhiên là Binance Smart vẫn còn cơ hội Tại vì vốn hóa nhỏ hơn Nhưng mà Ethereum trong thời gian gần đây đó tôi đã có cái sự tăng trưởng mạnh trong vòng 12 tháng qua khi mà chúng ta nhìn vào một năm qua Ethereum tăng 1476 476 nhưng mà đối với cái sự tăng trưởng sau khi mà đạt cái uh, đỉnh mới sau khi mà chúng ta phá đỉnh cũ là khoảng 1.400 đô thì Ethereum vẫn chưa có cái sự đột phá đó và nhiều người tin tưởng là sự đột phá đó sẽ tới trong thời gian tới đây nhất là khi chúng ta được là Ethereum khi mà nhiều bạn nói là Binance sẽ thay thế Ethereum thì đối với Thuận thường không nghĩ như vậy các bạn thì được là không phải là binance smart chain là một cái mạng lưới à, tốt hay xấu hơn ethereum mà các bạn cần nên hiểu là hệ sinh thái của ethereum lớn hơn là binance smart chain rất là nhiều và kết cấu cũng rất là khác nhiều người cho là binance smart chain thì tập trung hơn là ethereum rất là nhiều thì vấn đề đó chúng ta sẽ không nói tới trong video này tại vì trên căn bản các bạn thấy được là những người mà sử dụng đó những mạng lưới như là tên hay là Binance Smart Chain bây giờ để mà yield farming để mà kiếm lợi nhuận khi mà họ tham gia những dùng DeFi thì phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến là có lợi nhuận bao nhiêu và không muốn trả nhiều phí cho nên bây giờ các bạn thấy được là tại sao Binance Smart Chain lại nổi như vậy tại vì có rất nhiều người đã nhảy qua Binance Smart Chain tại vì phí rẻ hơn thì đối với những người mà giao dịch cái số thấp đó thì sẽ hiệu quả hơn cho những người đó so với lại premium thì nếu các bạn di chuyển một cái vật gì đó hay là các bạn muốn tham gia vào cái số tiền lớn trên những dụng DeFi mà các bạn không có sợ là cái phí cao tại vì các bạn muốn đồ an toàn cao thì nhiều người vẫn tiếp tục sẽ sử dụng Ethereum cho nên bây giờ Ethereum vẫn là mạng lưới mà rất được ưa chuộng cho nên các bạn được là bây giờ đã hầu như là giữa Binance với lại Ethereum đã chia ra giàu nghèo thì phần lớn những người mà đầu tư riêng lẻ sử dụng Binance Smart Chain những tổ chức đầu tư thì sử dụng Ethereum nhưng mà đây chỉ là cái tình hình ngắn hạn và thôi Tại vì các bạn thấy được dài hạn thì Ethereum đương nhiên là không đứng yên một chỗ để cho Binance Smart Chain hay bất cứ một cái mạng lưới nào như là Cardano nếu như tháng bạn tháng 8 có Smart Contract mà muốn cạnh tranh với Ethereum thì Ethereum sẽ không có đứng yên một chỗ các bạn thì được Ethereum vẫn có cập nhật như chúng ta nói tới cập nhật Berlin ngày hôm nay chúng ta nói tới uh, cập nhật London EIP-1559 sắp sửa có trong tháng 7 này và cũng như chúng ta thấy được những giải pháp tầng 2 vẫn đang được triển khai trên những cái mạng lưới. Chúng ta thấy được những giải pháp tầng 2, những giải pháp nổi tiếng như là Rollup, như là Optimistic Rollup, chúng ta đã nói tới rất nhiều, Plasma và 2, Sidechain, vân vân Đây là những giải pháp tầng 2 có nghĩa là những cái ứng dụng như là Uniswap có thể có giải pháp tầng 2 và chạy trên cái giải pháp đó trong khi chờ đợi Ethereum 2.0 và team 2.0 đó thì bây giờ chuẩn đoán là khoảng một năm nữa thì coi như mới thực sự là thành công và được sử dụng rộng rãi thì Ethereum vẫn không đứng một chỗ các bạn thấy được Ethereum vẫn tiếp tục di chuyển và tiếp tục cải tiến cho nên cuộc chiến giữa những cái nền tảng vẫn đang diễn ra cho nên bây giờ nếu nói là Ethereum bị xóa ngôi thì đối với thường vẫn còn quá sớm tuy nhiên các bạn thì được là thuận vẫn lưu trữ cả ba cái nền tảng lớn bây giờ ngoài chữ Bitcoin ra thì các bạn thấy là thuận lưu trữ Ethereum, Binance Smart Chain có là đồng BNB và Cardano đồng ADA Thuận lưu trữ cả ba tại vì không ai có biết chắc chắn được tương lai nhưng mà bây giờ Thuận vẫn đặt nhiều niềm tin vào Ethereum hơn hết nhưng mà gần đây Binance tăng rất nhiều cho nên đồng BNB đã chiếm cái phần trăm lớn hơn trong chương mục đầu tư của Thuận, tại vì cái giá tăng quá cao đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của Ethereum ngày hôm nay. Và đương nhiên, một trong những sự kiện các bạn thấy được là Ethereum trong thời gian gần đây biến mất đi trên sàn rất là nhiều. Nhiều người cho là cái điều này cũng không có ngày qua ngày thì càng ngày càng ít Ethereum trên những sàn duyệt hơn và các bạn thấy được là Ether thì đang rất là tốt. Chúng ta thấy được là trong lúc thường làm video này thì Ethereum nó mức là 2494 494 tăng 6,8% trong vòng 24 giờ qua. Thì chúng ta thấy được là cái giá cao nhất mọi thời đại là 2.492 có nghĩa là chúng ta đang ở cái đỉnh cao của Ethereum rồi. Ethereum nhiều người tin tưởng là cái sự tăng trưởng đột biến chỉ trong thời gian ngắn tới đây mà thôi. Thì Thường cũng hy vọng như vậy tại vì không biết có rất nhiều bạn quan tâm đến Ethereum.